Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với bài kiện của anh Đạt ở thành phố Cần Thơ, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô phôi mai tứ quý. Dạ, hàng bonsai đế vép, hàng sưu tầm luôn cô chú anh chị ha. Dạ, mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ anh Đạt, ủng hộ kênh ạ. Em xin phép vô clip chia sẻ luôn cô chú anh chị nha. Dạ, lô phô mai tứ quý hôm nay anh Đạt giao lưu thì đủ loại kích cỡ, đủ loại giá cho quý cô chú anh chị mình có nhiều sự lựa chọn luôn ạ. Tứ quý đế lưu cũng có luôn nha cô chú anh chị. Và một số cây phơm cao thì cốt cành đều đế khủng đế vép luôn nha cô chú nha. Dạ, cô chú anh chị mình xem nếu thấy ưng ý khi nào mình liên hệ với số điện thoại của anh Đạt giúp em nha quý cô chú anh chị. Dạ, em xin chào anh Đạt ơi. Rồi, chào Phương, chào cô chú anh chị ha. Rồi, hôm nay em có về đâu khoảng 11, 12 cây ha. Tứ quý không cô chú anh chị. Rồi, cũng cảm ơn cô chú anh chị ha. Clip vừa qua ủng hộ em cũng được khá khá. Hôm nay em về hàng VIP nha. Super VIP nha, cốt cành nè cô chú anh chị. Dạ. Một cốt luôn nha cô chú anh chị. Để nguyên cục sứ. Dạ. Hết biết cái cũ rồi. Đế xỏm mà nó gom cứng cái màu đế luôn đó cô chú anh chị. Nè, cô chú nhìn dậy xem so sánh ha. Đó, cục đế, hết biết cục đế. Dạ. Cốt cành lùm liền cực kỳ đẹp. Chi cành tứ diện mà nó dốt cây lắm cô chú anh chị. Năng cây lắm. Dạ. Cũ thì cũ cổ xứ. Rồi, em xin vòng xem đế luôn anh ha. Rồi. Cây mã số 1 rồi cô chú anh chị. Ồ, đế thì đều luôn, không có trống vách nào luôn hết cô chú anh chị. Cũ như là cũ xứ vậy. Này đúng là cũ xứ. Dạ. Nó quện cứng thắt luôn nha cô chú. Dạ, rồi em xin giá, anh xin thông số luôn anh ha. Dạ. Cây này một cốt nhìn rất là thông cây nha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 1 cô chú anh chị. Bốn mươi hai hoành. Dạ, vị trí này 42. Dạ. Chặt nở. Chặt nở 57 nha cô chú anh chị. Dạ. Trời, cái thoát thằng lên cực kỳ thấp luôn. Mười tám. Dạ. Thoát thằng có 18. Rồi, chiều cao nó là 112 cô chú anh chị. Nguyên cái cục đế nha cô chú anh chị nha. Cái củ đặt ở trên ha. Đó, củ đặt trên là 104 rồi cô chú anh chị. Dạ. Rồi, củ sứ ở dưới nha. 106 rồi cô chú anh chị. Dạ. Hết biết cái củ rồi. Tổng bầu đế. Tổng bầu đế nó là khoảng 2,5 m cô chú anh chị. Dạ. Rồi, đế xổm cao nó là 42. Dạ. Nó sổ rồi. Ừ. Đặt quẹo trong này luôn hết. Cứng ngắc hết trơn. Dạ. Cây này đúng cây đẹp. Lâu lắm mới gặp được cây đẹp gì. Cốt cành từ đẹp, cốt cành rất dài xuống. Rồi, giót ngọn nó có 11 nha cô chú anh chị. Dạ. Chi cành thì đóng tứ diện nha cô chú anh chị ha. Cây không được nào che hết. Rồi, em xin dòng đế anh ha. Dạ. Dạ, cô chú đế anh chị thì bao? Xem người cảm nhận giùm em cô chú ha. Có mấy cái cọng rễ này lạ lạ anh ha. Cái này là nó dính cái mai chí thủy nằm sát bên á. Rễ nè, nhưng mà ở trong rồi cứng trúng quyết không? Nó toàn bộ trứng rễ cũng trúng quyết. Rồi, cây đầu clip mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi, cây này giao lưu cô chú chị là giá là 39 triệu nha. Dạ. Rồi, bao ship là 300 km, cây này nó nặng lắm nha cô chú chị.
thông cây gióc cây lắm nha quý cô chú ha. Là bầu đế nó 2,5 mét, cô chú anh chị tự tưởng là cây nó bự cỡ nào ha, nó nặng lắm. Dạ. Dạ. Cũng em tứ quý ha. Em này cô chú chị về có thể là chơi lùng lực bonsai được nha cô chú chị. Cắt đây ha. Dạ. Đó, đây em chừa ha, chừa cái chật cho cô chú chị. Đó, nhưng mà bonsai đã cắt sẵn rồi. Đó, cô chú cắt đây nó là ra bonsai ha. Tán lùng lực bonsai búp măng luôn. Dạ. Đợt chủ đây rồi cô chú chị. Đó. Để phong cao thì cốt cành cũng khá. Cốt cành đều. Dạ. Đó, cây này hay được chơi. Đó. Dây đế nữa. À, đế thì nguyên cái củ củ sứ á. Rồi, em xin cái củ sứ rồi. À, đế đều cứng ngắt đế luôn, đặt cứng ngắt hết, trống vách nào luôn á cô chú anh chị. Dễ là nó bấu xuống không mà nha cô chú ha. Dạ, giờ em xin số đo 3 dòng luôn anh ơi. bốn mươi ba hoành, 44 tính 43. Với trí này 43. Trời. Rồi, cây cây chặt nở hoành lớn ạ. À. Cây nở chặt nở quá trời chặt nở. Đôi chặt nở hả? Chặt nở 52 cô chú anh chị. Vị trí này 52 ha cô chú. Nó chặt nở. Dạ. Rồi cái củ khoảng 160. Củ đế đặt nó 160. Dạ. Nó sổ đều luôn á cô chú anh chị. Đặt hết chưa? Nguyên cái củ dạ. Đặt hết. Rồi, đế sổ cao nó là 30 cô chú anh chị. Dạ. Cao toàn cây nó là 98. Gốc ngọn nó là 17. Rồi. Cây này cô chú chị về có thể là tán ở đây là chơi bonsai cô chú chị. Dạ. Đó, là gút đây cái là chơi bonsai ha, giật này nhẹ xuống. Đó, đây có đồ chủ à. Đồ chủ cực đẹp. Rồi em xin một vòng đế ha. Đây rồi, cô chú sẽ so sánh ha, dạ. Cái cây. Đó. Khoảng 3 4 thùng bê quá. 3 4 thùng bê, nên là tổng bầu đế. Em cây tổng bầu đế khoảng 200, 201, 202 với cô chú chị. Dạ. Cô chú anh chị mình xem phần đế lại giúp em ha. Nó bệnh cứng ngắc cái nồi đế luôn ha cô chú anh chị. Đế cộng bự nó lực không ha cô chú chị. Dạ. Rồi em xin giá luôn à. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị là giá là 22 triệu. Dạ 22 triệu mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2. Dạ rồi. Dạ, mã số 3. Cái này cũng hàng khủng luôn á mấy cô chú. Khủng à. Ê hết biết bộ đế. Đây, cô chú chị xèo sánh thôi bây. Không có xi nhê gì luôn. Không có xi nhê. Dạ. Là nó sổ tự nhiên không có sữa gì hết trơn nha cô chú anh chị. Cái này tuyệt đối là không có sữa đế nha. Không có một sợi dây nào vô chứ, nó tự nhiên 100%. Ôm lục đá nè cô chú chị. Nó sổ đều tròn đều. Nha cô chú chị. Nó cũ cứng ngắc giống nha. Cây này đó chắc nằm trong cái cạp cái lưu gì á. Dạ. Nhìn nó lùng lực lắm cô chú chị ha. Siêu siêu lùng lực luôn. Dạ rồi. Rồi đo thông số nha. Ba mươi bốn hoành. Dạ. Tổng hoành cái có nhánh tử rồi sao nó có nhánh tử ha em đo tổng ha. Tổng hoành 39. Cái củ lửng lên là 165 nha. Dạ. Rồi cái cục đế này khoảng 190. Cục đế đặt nha. Tổng bầu đế khoảng 2,5 mét cô chú anh chị. Dạ.
Đế sổ cao là 53. Dạ. Cao toàn cây là 71 nha cô chú anh chị. Gốc ngọn nó có 18 à. Dạ rồi. Đế sổ lớp lớp trong này luôn á cô chú. Dạ. Cây là cây cô chú anh chị. Dạ, cô chú mình xem. Biết cái bộ đế. Rồi cây mã số 3 vô luôn cô chú anh chị là giá là 24 triệu. Dạ cô chú anh chị mình đam mê sưu tầm tứ quý, mình liên hệ với số điện thoại anh Đạt giúp em nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Hỏi số 4 chứ. Dạ mã số 4 này luôn. Rồi một em tứ quý đế sổ tự nhiên 100 cúc cành đẹp phong cao đế gián thú nguyên cục thú à, nguyên cái mình đó ha. Ừ, nguyên cái mình dạ. Cúc cành nó đều lực cây cúc cành đều chứ đều tứ diện hết. Đây cái này chắc khoảng 6 cái thùng bê này quá. Dạ hết biết cái cây bự rồi. Cây này mình trồng phô diễn cái phần cục đế này ra lên cũng đủ phơi rồi cô chú anh chị ha. Áp biết cục đế. Đế sổ mà cộng ghế là bự bự không á. Lực không? Dạ. Sổ mà nó sổ tự nhiên không bóp không sửa chứ cô chú anh chị. Dạ phía trước này có ghế chịu là rất là lực luôn nha cô chú ha. Trời, đến quay dọc. Rồi cô chú anh chị ha, thưởng thức ha. Cây nó đẹp nè, nó từ A tới Z không thiếu một mặt đế nào hết trơn. Dạ cô chú mình xem người cảm nhận giúp em nha quý cô chú anh chị. Nó cũng cứng ngắt hết trơn. Khá là đều luôn ạ. Nó sổ tự nhiên 100% không có bóp không có sửa gì hết cô chú anh chị. Rồi dách đế nào cũng đều hết trơn nha cô chú nha. Quay không nổi cô chú chị. Nó nặng á. Dạ. Dạ. Rồi, đếm đo thông số nha. Vị trí này 34 quá. Dạ. Cũ đặt 54. Dạ. Cú đế này chắc 2 mét quá. Cục đế lẫn lẫn trên 2 mét đi cô chú anh chị. Dạ. Rồi tổng cục đế là khoảng 2m2. Rồi tổng bầu đế là khoảng 2m rưỡi cô chú anh chị. Dạ. Rồi đế sổ cao là 58 cô chú anh chị. Dạ rồi. Cao toàn cây đó là 1m27. Rồi thoát thân nó có 24 nha cô chú anh chị. Dạ. Cây thoát thân thấp nha. Có 24 à. Cốt cành thì đóng điều thứ gì. Cốt cành đẹp quá. Rồi giót ngọn nó 14. Dạ rồi. Nhìn ta dạ, hết rồi hả? Hết rồi. Dạ. Rồi anh quên dầm bó giá. Dạ tứ quý cây mã số 4 nha cô chú. Cây mã số 4. Rồi cây mã số 4 này giao lưu với cô chị chú anh chị là giá là 42 triệu. Cây khủng nha cô chú anh chị. Dạ. Quá trời cái nồi đế luôn. Dạ, rồi em đổi cây luôn anh ha. Rồi, thêm một em tứ quý khủng nữa. Mã số 5 nha cô chú anh chị. Nguyên cái củ như củ khoai mì ha. Em này cũng một cốt chi cành cá là đều nha mấy cô chú một nha. Cốt đều hết trơn, cốt cành đều hết trơn cô chú chị. Củ khoai mì á.
Ây da. Cọng ghế nó bự mà nó rang, nó quấn vô đều bầu luôn á cô chú chị. Cái đó nó trồng trong cái lu cái khạp vậy á cô chú chị. Rồi, em đo thông số nha. Ở trên nhìn xuống nhìn giống như hết biết cái củ à. Tép chiên bột. Bốn mươi sáu hoành. Dạ, vị trí này 46. Rồi, tổng củ đế là nó khoảng 2 mét quá. Dạ. Tổng củ đế 2 mét. Rồi, tổng bầu đế 2 mét rưỡi cô chú anh chị. Dạ. Đế sổ cao 47 cô chú anh chị. Dạ. Cao toàn cây là 94. Dốc ngọn nó là 20. Dạ rồi. Thoát thân nữa. Rồi, thoát thân nó có 19. Dạ. Còn gì nữa không ta? Dạ hết. Đo rồi, hết biết được đo cái gì rồi. Bỏ giá. Dạ, chờ em xin dòng đế cô chú mình xem lại giúp em ha. Ghế nó quằn quại lắm nha cô chú anh chị. Dạ, em xin giá luôn anh nha. Rồi, cái mã số 5. Dạ. À, số 5 cho lũ cô chú anh chị là giá là 34 triệu nha. 34 triệu. 34 triệu. Khủng nha cô chú anh chị. Hấp đi cục đây. Xin đổi cây luôn nha cô chú anh chị ha. Dạ, mã số 6. Hết biết cục đế. Nè, cô chú sẽ so sánh ha. Đó, nó khoảng 5-6 cái rụng bê cô chú anh chị. Dạ. Rồi, cây này được ở thằng lắc lượng cực kỳ đẹp ha. Lắc 3D, 4D, 5D, 6D luôn, BD luôn nha cô chú anh chị. Dạ, trực lắc chi cành tứ diện luôn á mấy cô chú. Cái nồi đế khủng khiếp luôn à. Hết biết cái nồi đây. Này là nó sổ tự nhiên 100% luôn nha, không bóp không sửa nha cô chú anh chị. Cây này đế nó đế lực. Em xin dòng á nè. Bốn mặt đều cái đế hết trơn ha cô chú anh chị. Đế mà đế đông đặc hết trơn. Đế sổ mà nó ôm vô cái bầu không rồi cô chú anh chị nha. Rồi, em đo thông số nha. Bốn mốt tới 40. Dạ, vị trí này 40. Rồi, chặt nở nó là 50, 51 người cô chú anh chị. Dạ. Rồi, tổng cái củ đế này nó khoảng là 2 mét 1, 2, 3 3 thì nó 6, 6 khoảng 220 cô chú anh chị. Dạ. Tổng màu đế này khoảng 300 cô chú anh chị. Rồi, đế sổ cao là 48. Cao toàn cây em nó là 122. Cây này giót ngọn cực kỳ nhỏ luôn cô chú anh chị. Có ngọn có chín nè. Trực lắc luôn nha cô chú anh chị. Thoát thân rồi, thôi khỏi nói rồi cô, cái này kèm chút xíu.
Phúc thần nó có 23 cô chú chị. Mấy cái mặt cắt này kéo nhựa dung trùng hết trơn. Mỗi chi cành nó cực kỳ ngắn luôn cô chú chị nè. Đó, khúc cành nó lên ha. Đây nè, nó có 7 phần. Dạ, chưa thấy 7 phần, 8 phần. Mà thân nó lắc lượng cực kỳ đẹp. Đế hết biết bộ đế cô chú chị. Rồi cây mã số 6 giao lưu cô chú chị là giá là 28 triệu. Dạ. Dạ rồi. Rồi tiếp tục là cây mã số 7 của chú chị. Củ đồng đặc luôn cô chú chị. Dạ. Mã số 7 cũng là một em tứ quý. Tứ quý luôn nha cô chú chị. Dạ. Nên em về toàn bộ tứ quý hết. 100% là tứ quý nha. Đây. Khoảng 5 cái đồng bê này cô chú chị. Cái đá bự á. Cục đế thì độc đặc hết trơn nha cô chú chị. Dạ nó cũng nở. Cốt cành nó phê tê chi chỗ cốt tứ chỗ nào cũng có chứ nha cô chú chị. Cô chú anh chị mình xem phần đế giúp em ha. Đây quay giùm cô chú chị xem ha. Đây đế đồng đặc không chống mặt nào hết. Dễ nó lớp lớp trong này luôn á cô chú anh chị. Dạ rồi em xin số đo luôn anh ha. Bốn mươi bốn quanh. Dạ. Rồi chặt nở là 74 ô chút gì. Dạ. Rồi cổng củ đế cái đặt này là khoảng 200. Dạ rồi. Tổng bầu đế 22,5 mét cô chú chị. Rồi đế sổ cao nó là 38. Cao tròn cây nó là 87. Giót ngọn nó 16 cô chú chị. Dạ. Thoát thân cây cực kỳ lùng luôn. Thoát thân nó có 10 à. Dạ rồi. Thân nó hơi dặn cây nha cô chú chị ha. Nào, mỗi một chi cành nó lên cực kỳ ngắn nha cô chú chị. Đây. Đó. Lên chút xíu lên chi cành ha. Dạ. Lên cốt cành nè. Nó khoảng 8 xăng 9 xăng nha. Nồi đế khủng luôn. Nồi đế thì quá khủng. Rồi cây mã số 7 này giao lưu cô chú anh chị là giá là 29 triệu. Dạ. Cây này ghép mau chơi lắm cô chú anh chị. Cốt cành nó có sẵn hết chưa? Dạ rồi, 29 triệu nha cô chú anh chị nha. Lớn nha, cây lớn lắm rồi cô chú anh chị. Dạ. Rồi em xin phép bỏ cây luôn à. Chú anh chị. Mã số 8. Đây, một nguyên một cái tứ quý ha. Mà để nó cũ nè. Cũ mà cũ đông đặc nha cô chú chị. Dạ. Đặc mà cứng cây vậy ha. Cây này đế nô mà nó gom đặc đế luôn cô chú chị. Đó, cây này gót cây cốt cành có nha cô chú chị. Cốt cành nó đều vậy ha. Nè, nó khoảng 2-3 đồng bê cô chú chị. 2-2 đồng bê quá. Cây lớn nha. Rồi, em đo thông số của chú anh chị. Dạ. Thông số là chỉ tận chân của chú anh chị. Cô chú anh chị thích nào á, thì mình có thể kết bạn Zalo rồi thích cái chỗ nào thì em chụp hình em đo lại nha. Chứ lên clip thì đo họ độ chính xác không có cô chú anh chị. Rồi, 42 quành. Vị trí này 42. Nha.
Rồi, chặt nở đây 48 rồi cô chú anh chị. Dạ. Đây. Dạ. Rồi, đế sổ cao đó là 28 rồi cô chú anh chị. Dạ. Rồi, tổng cục đế đặt này nó là 1m35. Rồi, 1m6 tổng bầu đế. Rồi, cao toàn cây nó là 86. Dốc ngọn nó 12. Số 8 luôn dạ, mã số... Ôi, cái mã số 8 này giao lưu với cô chú anh chị là giá là 12 triệu nha. Một khối đế luôn chứ cô chú anh chị. Đó, biết cái cũ. Nếu mà cốt cành nó điệu cho cô chú anh chị. Dạ, dạ em đổi luôn anh ha. Rồi, tiếp mã tục là cái đế lưu. Hết biết cục đế đặt nè. Lùng lực luôn. Lùng lực ha. Lùng lực bắp măng mà nó đế đặt. Khối bê tông. Quý đế nôm luôn cô chú. Ê đối lù luôn cô chú anh chị. Đế đù ha, cũ không đặt cứng nhắc hết trơn cô chú anh chị. Con ghế bự mà nó quấn đặt bầu đế luôn cô chú. Này vô cái chậu cổ một cái nữa ok nữa. Này vô cổ ghép màu trời á, phô diễn nguyên cục đế. Dạ. Rồi em xin số đo 3 dòng luôn anh ơi. Rồi 42 hoành nha cô chú chị. Dạ vị trí này 42. Rồi. Rồi. Chị giấy trên là 39 ha. Dạ. Cây củ đế đồng đặc là 97. Dạ rồi. Củ sứ nữa. Này đúng là củ sứ nè, củ đặc cứ ngát luôn. Rồi đế sữa cao là 25 cô chú chị. Rồi tổng bầu đế em đó là 125. Cao toàn cây nó là 55. Dốc ngọn nó có 13. Dạ. Cây quá đẹp. Rồi cây mã số 9 giao lưu cô chú chị là giá là 10.900.000. Em lùng lực bonsai đế củ sứ. Dạ. Dạ rồi. Rồi, tiếp tục là cây mã số 10. Một em đế sổ, nôm chân dài, lùm lực bonsai. Chân dài mà không nghĩa bự. Đế lực. Cái mặt cấp dễ đang kéo nhỏ rất là mạnh luôn á cô chú. Đế lực nghe cô chú anh chị. Đế cộng này nó hết biết cộng con đế rồi. Lực như sumo vậy. Cái này mình về vô chỗ mình lập cái tàn dù một cái nữa là ngon lành cơ chú ha. Này đúng bằng sai. Về ghép 1 chi, 2 chi, 3 chi, 4 chi, 5 chi. Dạ. Thả như cái thông. Cầm ghế là bự bự nó sổ thẳng đứng luôn ha cô chú anh chị. Cái này bộ đế lực quá. Dạ rồi, em xin số đo 3 dòng của em chân dài nữa nè. Dạ. Rồi, vị trí này là 43 cô chú chị. Dạ. 43 hoành. Rồi, chặt nở đây là 61 rồi cô chú chị. Dạ.
Coi, cây này thoát thân có 14. Cao toàn cây 68. Đi sổ cao 36. Dạ. Củ đế 115. Tổng bầu đế nó là 1m6. Rồi, dốc ngọn nó 14 cô chú anh chị. Rồi, quen dòng báo giá luôn hả cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 10. Rồi, giá em nó 12 triệu cô chú anh chị. Dạ, 12 triệu nha cô chú anh chị ha. Cây đẹp nha cô chú anh chị. Dạ. Em mã số 11. Dạ, 11. 11 em tứ quý cúc cành đẹp. Để cái củ chế banh. Củ tròn chế banh. Này cộng ghế là cho bé nữa. Để lực không. Ở trên này nó gom một củ luôn ha. Cúc cành phê ha. Cây dạ. Cúc cành đẹp. Này trước chắc người ta trồng trong cái bao anh ha. À, trồng trong chậu rồi xong á người ta quấn cái bao nó xuống bao cái nữa. Dạ. Rồi xuống đất nó xô vô cái bao cái nữa. Cộng ghế quá trời bự luôn ha cô chú. Cốt cành rất là thông cây luôn nha. Rồi, đo thông số. Dạ. Rồi, 34 quành. Dạ. Củ này như củ khoai mì vậy đó cô chú anh chị. Củ đẹp. Rồi cái củ tròn nó là 48 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi tổng củ đế đông đặc nó là 108. Dạ. 108. Rồi tổng bầu đế nó là 1m35 cô chú anh chị. Dạ. Cao toàn cây nó là 72. Dốc ngọn nó có 10 à. Cái này mình ghép mau chơi lắm cô chú anh chị ha. Ê, gốc dành sẵn à. Về ghép mau chơi lắm cô chú anh chị. Đế cũ luôn á. Trên này thì gom cũ mà ở dưới là rễ nó đều hết trơn nha cô chú anh chị. Khung cảnh đẹp ha. Dạ. Rồi cây mã số 11 giao lưu với cô chú anh chị là giá là 6.800.000. Dạ 6.800. Dạ rồi. Rồi mã tiếp số... tục cây mã số 12. Một em tứ quý đế cũ. Dạ. Đế cũ đông đặc ha. Lùng lực giấc ngọt bớt măng luôn cô chú anh chị. Chủ ngỡ xíu luôn. Siêu lùng lực bonsai luôn. Cái cọng rễ chà bá luôn nha cô chú anh chị. Đế sổ đều không có trống vết nào luôn nha cô chú ha. Cây này nó lùng lực lắm đó quý cô chú anh chị. Lùng lực ha, mặt đế nó đều chân cô chú anh chị. Cây này đế nó nhỏ dách chữ A luôn á mấy cô chú. Rồi để em đo thông số của cô chú anh chị. Cây mã số 12. Rồi, quanh ngay vị trí này là 49. Hơn 49 ha, tính 49 nha cô chú anh chị. Dạ. Việt Nam ham to, sắc bớ lớn. Rồi, cái cổ chặt nở ngay đây là nó 60 cô chú anh chị. Dạ, vị trí này 60. Ừ. Cái này dốc ngọn cực kỳ nhỏ luôn. Dốc ngọn có 13 cô chú anh chị. Dạ. Cái củ lửng ở trên nó là 138 cô chú anh chị. Dạ.
Tổng bầu đế nó phải 1m6 cô chú anh chị. Dạ. Đế sổ cao là 37. Cao toàn cây nó là 58. Cái vách đế bên này là vách núi vậy đó cô chú anh chị. Nào, em xin một vòng nữa nha. Cây đặc biệt cái ngọt, ngọt cái đọt chủ nhỏ xíu luôn nha cô chú anh chị. Về ghép mau chơi ha, cái này về ghép mau chơi lắm rồi cô chú anh chị. Dạ rồi, mã số 12 em xin. Rồi, cây mã số 12 giao lưu với cô chú anh chị là giá là 12 triệu trắng. Dạ, 12 triệu nha cô chú anh chị nha. Dạ. Dạ. Ôi. Cây số 12 cũng cuối clip ha. Rồi chào cô chú anh chị ha, chúc cô chú anh chị dồi dào sức khỏe ha. Rồi hẹn cô chú là một clip mới với hoặc sớm nhất. Em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị nha. Bye bye cô chú anh chị.